Nếu anh em có nhu cầu mua robot hãy ghé ngay robotviet.com nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ game Lock của cái series nít phụ của mình nhé mọi người. Thì hôm nay mình cấp 1 ngàn rưỡi rồi. Mình thấy mọi người thấy không? Mình còn cả x2 luôn. Mình chưa farm hết x2 luôn. Nhưng mà mình đã đạt được cái đẳng cấp. Mình đi qua À, được uh, C3 rồi mọi người ạ. À. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không đi qua C3 nhé mọi người. Chúng ta sẽ làm một cái khác. Đó là cái uh, hởm rài mình không làm được cho mọi người xem mà mình vô mình cứ bị uh, uh, Lây hoay uh, biết rồi không biết làm đó. Thì hôm nay chúng ta đã đạt được một cái đẳng cấp 1 rưỡi rồi. Thì mình đang có mặt ở tại server VIP C2 của mình có vài bạn thôi. Uh, Chát cái gì mà quá trời quá đắt luôn. Thì uh, hôm nay mình sẽ đi lấy tập V3 nhé mọi người. Mình đang có tập. Người. Nhưng mà người mình đã up V2 rồi Mình muốn lấy lại một cái tộc nào đó khác Để mình up lên được V2 và V3 luôn Thì uh, tiền thì mình cũng đã đủ rồi Cấp thì mình cũng đã đủ rồi Điểm tím mình đã đủ rồi Bây giờ mình sẽ lại random điểm tím một phát nha mọi người Thì để random được tộc uh, Thì chúng ta sẽ cần 2 rưỡi điểm cho một lần random tộc à, Ủa Sao nó không cho mình random tộc nữa ta Ủa mọi người cần cần cái gì Bao nhiêu điểm tím để được random tộc Mình quên rồi Từ từ nha mọi người thì mình có một xíu sai lầm nhỏ mọi người không phải là ba không phải là hai ngàn rưỡi mà là ba ngàn điểm tím đâu mọi người ạ thì bây giờ hiện tại trong server có một bạn dùng uh, trái phật tổ để mình nhờ bạn đó uh, lấy trái phật tổ kéo mình một ra nhé mọi người rồi được rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái uh, À, một à, kéo một rai để mình được 1000 điểm tím nữa mình sẽ lên đâm tộc và mình sẽ làm uh, thất tỉnh tộc từ V2 up uh, thất tỉnh tộc V2 V3 cho mọi người xem luôn nha. Trời ơi nãy giờ tự nhiên ngồi bình luận nói chậm 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 chậm, chậm nghe khó chịu quá. Được rồi bây giờ mình sẽ đi uh, lấy lấy 1000 điểm ép xong rồi xíu nữa mình sẽ quay lại nhé mọi người. Rồi, mình quay lại đây rồi mọi người ơi. Thì mình đã đủ được 3.000 điểm ép rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào mình random tập thôi ra tập nào thì mình sẽ đi up tập V3 tập đó nha mọi người Nói chung thì uh, chắc là có những bạn họ không biết thì có những người họ biết thì uh, hy vọng là mình sẽ mình muốn tập cá mọi người ạ à. Mình thực sự muốn tập cá tại vì tập cá nó khá là ngon uh, đừng có ra tập người nha tập người hoặc là tập họ cũng được đừng ra tập người giùm mình nhé rồi bây giờ mình sẽ bỏ 3.000 điểm ép ra 3.000 điểm ép này là mới vừa được uh, người ta kéo đi luôn nè rồi bây giờ mình sẽ nói chuyện nhé à, vô đó ba điểm ép thì mình phải có ba ngàn điểm ép mình ăn này nó mới chịu nói chuyện với mình được rồi tập gì đấy mọi người ủa tập gì đấy tập gì đấy tập gì à tập cá tập cá mọi người wow ngon 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 ờ như mình mong ước luôn ủa nhưng mà sao cái cái con nhân vật của mình nó bị cái gì kì vậy trời ơi để mình set ba cái nha mọi người set ba mình reset cái nha bây giờ nó bị ấy rồi Ờ, như mình mong ước luôn, ra tập cá luôn mọi người ạ. À. Hay ấp tập cá V3 thì làm cái gì để mình nghiên cứu với mọi người. à ra tập cá luôn, ra tập cá luôn. Ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi úp V3, phút V2 trước nhé mọi người. Thì hiện tại đang ở server thường của server VIP, server C2 của mình. Thì để on uh, fan đã, trước khi mà úp đi thì mọi người cho mình làm cái này đã. Mình đi uh, tắt cái haki toàn cơ thể cái nhìn xấu quá Ờ uh ra tập cá luôn đúng ngon luôn mọi người cái này gọi là đúng nhân phẩm luôn nè nhân phẩm lắm mới random ra được tập cá một lần chỉ cần có hai ngàn rưỡi ba ngàn điểm ép mà mình đã random ra được tập cá rồi à, để mình à, mình đi tắt cái uh, mình đi tắt cái uh, tắt, tắt 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 cái 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 haki ấy các bạn ơi đây thằng này mình sẽ muốn uh, cấp độ không thôi chỉ huyện cái tay lên thôi. À, cái này cái sao lại à quên mình là đang mili chưng nên nó hiện cái mili chân nên nó hiện cái mili chân lên mọi người đó như thế này thôi cho nó được rồi à, để bây giờ mình sẽ đi lấy cái cây bông khó nhất ở trong đây là cái cây bông tím như là cái cây bông xanh nhé mọi người mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lấy cái bông xanh thôi còn cái bông đỏ và cây bông vàng đó là hai cái bông rất là đơn giản thôi anh treo si để ấp tập cá v 3 ok trời ơi thương tôi thế nhờ thương tôi thế nhờ <laughs> có bạn quả là để em chelsea si, ấp tập cá v ba cho anh luôn ngon cái tội cái cái, cái, ấp tập cá v ba thì nó cũng đơn giản thôi mọi người chỉ cần đánh vô biển là được đánh một con vô biển là được rồi bây giờ mình sẽ đi ấp lên v hai trước nha thì nói chung là mình nhớ tập thì ấp nó không có khó đâu nhưng mà trước khi mình qua c ba mình cũng phải uh, uh, làm cái thọc cái mọi người chứ không làm thì qua bên đó nó yếu lắm không làm được gì đâu làm cái up cái tộc trước rồi xong rồi hỏi uh, hãy hãy uh, uh, đi qua bên đó rồi bây giờ mình sẽ đi up có vẻ như bạn đã chưa mở khóa tiềm năng tối đa của mình đó nói chuyện tiếp Ủa sao nó không cho mình nói chuyện vậy à, đúng rồi bạn đã tìm thấy chúng chưa hãy cho nó ba bông hoa đúng rồi bây giờ mình lại nhận xong rồi mình sẽ đi tìm ba bông hoa nhé mọi người thì mình sẽ đi tìm cái hoa xanh trước cái hoa xanh thì nó khá là khó tìm tại nhiều bạn không có biết luôn ở hoa xanh thì mỗi đảo này đều có hết nhưng thường thường á đảo mà dễ tìm nhất mọi người sẽ tìm giúp mình là đảo đảo gì, đảo đảo này đảo gì đó dạ? Đảo uh, zombie và đảo Usurp. Nhưng mà quan trọng là ban đêm mọi người mới đi tìm được nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm cây bông đó cho mọi người xem luôn. Hy vọng là mình sẽ tìm ra hoa xanh nhé mọi người. Hiện tại thì bây giờ trời cũng đang tối nè. Đấy trời đang tối. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được hoa xanh. Hoa xanh nó chỉ có vào ban đêm thôi. Hoa xanh này thường nó sẽ mọc ở chỗ này nè. Đấy. thì hoa xanh nha mọi người. Mình sẽ mình sẽ chỉ cho mấy chỗ có hoa xanh cho vậy thôi, còn rất là nhiều chỗ có hoa xanh luôn. Chứ không phải gì riêng những chỗ này rồi, ở đây không có rồi. Chúng ta sẽ di chuyển qua cái hòn đảo nhỏ bên kia mọi người thấy không? Đó, à, chỉ như cái hòn đảo nhỏ bên kia. Nếu mà không được thì chúng ta phải tiếp tục di chuyển qua đảo ưu Sớp Thường thường đảo ưu Sớp khả năng xuất hiện rất là cao, đảo ưu Sớp và đảo này nha mọi người. Còn một còn ở cái đảo nhiều cây á, cái đảo Green á nó cũng có luôn nhưng mà à, khó khó tìm được lắm tại vì ban đêm mà nó nhiều cây nữa khó tìm đây bước vào đây cho mọi người vô trong mọi người tìm cái cánh cửa đi lên nha đây cánh cửa này nhớ mọi người xong mọi người bay lên giúp mình hả à, mình lên chưa mình lên chưa rồi đúng không ta ủa mình lên chưa mọi người mình lên rồi đúng không hình như là mình lên rồi mà ở trên đây không có bông xanh rồi mọi người ơi Cái này là mình lên rồi đó mọi người Lên rồi, không tìm được bông xanh rồi Không có bông xanh rồi mọi người ơi Chúng ta tiếp tục di chuyển thôi Di chuyển về đảo ưu Đó à, Để hỏi ai rảnh không Phụ anh tìm cây bông xanh cái Đấy, hỏi ai rảnh không Phụ đi tìm cây bông xanh cái mọi người Cây bông xanh nó cũng khá là khó tìm cái bông đỏ và cây bông Chèn thì đơn giản rồi Ai rảnh không tìm nhiệm phụ cái bông xanh cái nào Mình chỉ biết có mấy chỗ ra bông xanh thôi mọi người à Bây giờ mình sẽ Tiếp tục di chuyển qua đảo uh, Của Usher uh, Hy vọng ở đây Có bông xanh nha mọi người Không có là mình đi, phải đi tìm khá là cực luôn á Hơi là mình dùng Pika chứ mình dùng mấy cái khác là tìm cực lắm Bây giờ ở đây có bông xanh hoặc bông đỏ nhé Rồi không thấy cái nào luôn 10 điểm luôn Không thấy bông xanh rồi mọi người ơi Ê ơi Cái cây bông khó nhất mà chúng ta tìm không được rồi Bây giờ chúng ta di chuyển về đi Để khi nào mình tìm được bông xanh rồi mình sẽ chỉ chỗ cho mọi người thôi Ủa, có bạn báo là cây bông xanh ở đảo zombie mọi người à, sao hồi nãy mình đi ngang mình không thấy ta. Rồi bây giờ mình sẽ đi đi qua đó mình lượm nhé mọi người ở dưới gốc cây anh nè. À. Để mình sẽ đi qua bên đó nha mọi người, bởi có bạn bảo báo là đảo zombie. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên đó thôi. Ủa nãy mình rõ ràng là mình nhớ mình đi đi qua đảo đó rồi mà ta. kỳ vậy ảo thật đấy rõ ràng là mình đã đi qua cái đảo zombie rồi mà mình không tìm không ra bạn nó quay lại bảo ở dưới đảo ở dưới đảo zombie này anh tự hưởng cái đảo zombie nó sẽ nằm gần mấy cái mộ á mọi người đoạn này bảo là ở ở cái gốc cây rồi đâu rồi kỳ vậy ta hồi nãy mình rõ ràng là mình đi tìm mình đi tìm mình đi ngang rồi à nãy mình không tìm ở gốc cây à nó có khả năng ở xì ba ở gốc cây đó mọi người à À thì ra nó ở đây. Rồi mình sẽ lượm cây hoa xanh nhé mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm cây hoa đỏ. Hoặc mình đang farm cái hoa, cái hoa vàng mọi người nhưng mà có bạn lại bảo là thôi tìm được tìm được cả hoa 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 đỏ rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra lượm hoa đỏ luôn nhé mọi người. Đó, nói chung thì có mấy các bạn à phụ mình thì cũng được. cũng cảm ơn mấy bạn trong server này khá là nhiều. Nãy vô có bạn còn bảo mình pha ke nữa chắc bạn nó không xem clip của mình rồi. Bây giờ mình sẽ qua đảo riêng mình lấy cái hoa đỏ vào giờ mình sẽ đánh kiếm cái hoa vàng là cái hoa cuối cùng nhé mọi người. Xong rồi chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ si ba, đến cái nhiệm vụ uh, trả cái nhiệm vụ hình như mình nhớ tập cá. Tập cá thì uh, lúc là đổi thành tập cá hình như là hình như là mình nhớ là lúc này là mình chưa bơi được nè. mình thử coi. À lúc này mình đã bơi được rồi nè mọi người. Lúc này mình đã bơi được rồi nhưng mà thôi. Không chúng ta phải up lên V2 cả V3 luôn. Bạn đó thấy cái hoa, thấy cái hoa đỏ ở đâu nhỉ? Trời ơi, cái gì đây? Leader. Vân Game Minh. Vân Game Minh đang trái báo. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái hoa đỏ nha mọi người. Xong rồi chúng ta sẽ farm tiếp cái hoa vàng thôi. Đây. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi chúng ta sẽ farm cây hoa cuối cùng đó là cây hoa vàng. Chắc là mình farm ở chỗ này luôn đi. Khỏi đi khỏi đi về làm gì cho mệt. Farm chỗ này luôn mọi người ơi. Ô, oh! được luôn nè hên thế ồ ờ, giờ lại quýnh lại đánh một con ra luôn đánh một con ra hoa vàng luôn ảo thật đấy đánh một con ra hoa vàng luôn mọi người ạ à. Đánh một con ra hoa vàng luôn à. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ lại mình trả cái ví dụ tập quay tập cá V2 nhé mọi người. Tập cá V2 xong rồi mình sẽ up lên tập cá V3 thôi. Đây, ba cây bông của nó cho mọi người xem nhé. Đấy. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Đó. Cách lấy thì đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ lại mình trả nhiệm vụ xong rồi bây giờ mình về sẽ nhận tộc uh, tập người cá V3 nhé mọi người. Đấy. Đó. Mình đã tiến hóa lên tập người cá V2. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi làm V3. À, về, về nhận V3 Chelsea thôi. <laughs> Bây giờ mình sẽ về nhận V3 mình cho si nhé mọi người à, Tập cá V3 thì rất là đơn giản thôi Chúng ta chỉ cần đánh một con si là được Và bỏ ra 2 triệu rưỡi tiền nha mọi người hai triệu rưỡi hay 2 triệu tiền gì đó Hình như là 2 triệu tiền Mình nhớ là 2 triệu tiền Để ấp tập V3 thì uh, Thì mọi người lại cái cái chỗ cái cây của con boss uh, kim cương giúp mình à, là Không phải con boss kim cương không ta Đúng rồi con này là con bót kim cương rồi hả Không phải Mình chả nhớ là con bót gì mình quên rồi Thì mọi người đi men theo cái chỗ này giùm mình á à đi men theo cái chỗ này đó mình đi vô được luôn rồi nè thấy nó không hiện cái cửa lên bây giờ sao nó không thấy nó hiện cái cánh cửa lên nữa nha đây mọi người đi vô đây với mình đó và kia cũng vò mò nè đây nè đây nè ở đây đó chơi đây rồi <laughs> bây giờ mình sẽ nhận tập người cá v 3 nhé mọi người à, Tôi huấn luyện những người kém may mắn hơn tôi để phát huy sức mạnh tìm mẫn họ bạn đúng vậy ta biết điều này ta đúng vậy ta biết điều này hẳn là khó đối với con nhưng ta đã được chúa gửi đến đây để dạy những người tìm kiếm ta để cho con có khả năng mạnh mẽ hơn <laughs> rất tốt hãy cho chị gì, gì đó cho chị hãy trò chuyện lại với ta khi con đã đánh bại một con quái vật ok thì mình đã nhận được tập người cá mình đã nhận nhiệm vụ tập cá v 3 thì bây giờ bắt đầu mình chúng ra chúng ta sẽ ra Chelsea thôi thì được rồi thì mấy, nếu mà mấy bạn thích thì mình cũng có thể để cái thời gian clip nó chạy cho mọi người thử mình Chelsea bao nhiêu lâu nó sẽ ra luôn nhé mọi người rồi get go thì à, nãy giờ à, cuối cùng thì cũng đã có si rồi mọi người ơi mừng muốn khóc luôn thì à, bây giờ mình sẽ đánh nốt cái con si này để mình vô mình trả cái nhiệm vụ à, à, làm cái nhiệm trả cái nhiệm vụ chúng ta à, đánh si để ấp tập với ba người cá. trời ơi nãy giờ mình không bị mình phải đổi server khác mọi người à. không biết cái server của mình nó bị cái gì á nó bị lỗi hay sao á mình treo không ra si thì hiện tại mình đang ch chơi server của con kim anh nhỏ nó hay comment trên kênh của mình á thì à, để để nó đánh phụ mình nhé mọi người đâu rồi đâu rồi người đâu hết rồi cam xa mi tạ ở lộc à, uh, uh, happy <laughs> nãy giờ mình nói mình hơi rối luôn á cái clip này mình quay một tiếng mấy luôn rồi mọi người à chắc là mình sẽ cắt ra chứ mình không có để được đâu trời ơi lần đầu tiên trong cuộc đời mình treo một tiếng đồng hồ mới có một con si ác đạn thiệt chứ hơi là mình có điểm kiếm mình mát điểm kiếm nha đó, à, mình bật haki luôn trời ơi khóc thiệt mọi người ơi lần đầu tiên một tiếng đồng hồ mới ra được con si ác thiệt chứ đây 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 tiếp theo tiếp theo cái này mà quay clip mà nhân phẩm đến si là chắc chỉ có chết hoặc là nhiều khi là mình 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 sao ta mình mình đang đánh là là mình đang cần si mình đang cần làm nhiệm vụ á nó sẽ cho nó sẽ cho mình dễ mọi người treo nó không có ra à, nó không có đánh mình nữa rồi mình bỏ, ôi mình được xong luôn rồi mọi người đó à, chúc mừng bạn không cái này là khác rồi bây giờ mình sẽ vô mình trả nhiệm vụ thôi nhé mọi người trời ơi gian nan thiệt luôn á đánh có con một con si một tiếng đồng hồ rồi bây giờ mình sẽ vào mình trả cái nhiệm vụ để mình lấy cái tập người cá v 3 thôi nhé mọi người đến lúc rồi mình phải có cái tập người cá này là một cái tập gọi là không gọi là cũng phổ biến đó nhưng mà gọi là mình may mắn lắm chỉ cần ba 000 điểm ép là mình đã ra đâm ra rồi thì giờ mình nhớ là phải trả thêm bao nhiêu tiền nữa thì chúng ta mới được lên tập cá V3 nhé mọi người Hình như trả thêm một triệu nữa hay sao ấy Thì bây giờ mình sẽ giờ mình trả nhiệm vụ nha Trời ơi Không thể ngờ là mình treo một tiếng đồng hồ một tiếng đồng hồ mới ra con si cho mình gì vậy trời Đây 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 Mình sẽ nói chuyện với ổng nha Thưa ngài à, Làm tốt lắm Bây giờ hãy đưa cho tôi 2 triệu tiền ấy, mình sẽ đưa cho hai 2 triệu tiền để ấp tập người cá V3 Đó, in lóc Ng người cá V3 chúng ta đã có phay trên tay rồi mọi người à Đấy, bật chiêu lên, đó, ngón lanh, ngón lanh canh đao đi Trời ơi, lần đầu tiên mình làm cái clip mà nó lâu như thế này luôn á Nha, trước khi mình kết thúc cái clip này thì cho mọi người mình vô mình random nép cái hay nha mọi người mình còn 3 triệu tiền là mình có thể ấp được một tập nữa V3 á sau là chắc là mình sẽ có là một cái clip mình nâng tóc mình nâng cấp hết tộc lên tộc V3 Đặng mình đi uh, uh, up cái Yoru V3 luôn nhé mọi người Để mình đâm phát sáng giờ mình chưa có đâm cái gì hết Đấy Cái gì nào Ui dồi ôi cái gì mà lại là cái phân tách đó chứ Chắc là clip sau thì mình sẽ uh, uh, Đi qua C3 nhé mọi người Thôi được rồi thì chắc là mình sẽ có kết thúc cái clip mà up tập uh, V3 Up tập V3 đầu tiên cho cái đích phủ của mình nhé Thì cũng cảm ơn mọi người đã bỏ một chút thời gian để xem clip mình nhé Hẹn mọi người những clip sau Bye bye